Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 28 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Chuyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh, nguồn đọc là forvn.eu. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và share video ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn các bạn. Chúng ta vào chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký tập 28. Trương Tử Tinh lệnh Cát Lập lui xuống cho ba người bình thân. Ba người tạ ơn xong chia ra đứng ở hai bên. Trương Tử Tinh thầm đánh giá ba gã nam tử này, chỉ thấy người ở giữa mình cao gầy, tướng mạo linh động, hai mắt có thần. Hai người phía sau tướng mạo lại rất hung ác. Một tên mặt xanh như thiên lôi, mắt tựa như đèn pha, miệng rộng răng vàng, thân hình to lớn. Kẻ còn lại da nhăn như vỏ cây, miệng như chậu máu, răng như đoàn kiếm, râu đỏ như rêu, đầu kết song ngư, trông rất quái dị. Ba vị nhân sĩ vì nước hiệu lực thực là bậc anh hùng khiến quả nhân hết sức bội phục. Không biết là ba vị là nhân sĩ phương nào? Viên Hồng không người nói. Thảo dân ở núi Mai Sơn, từ nhỏ tu hành, có chút tiểu thuật. Nghe thiên tử chưa mộ hiền sĩ thiên hạ. Ba người chúng tôi tuy bất tài, nhưng quân vương có lệnh, sao dám không tuân theo báo quốc. Trương Tử Tinh cười nhẹ gật đầu, bỗng vẻ mặt như thường thốt một câu: viên kiệt sĩ lời này chưa thật. Tu luyện giả ở trong thiên hạ, quả nhân tôi không dám nói là biết hết, song cũng biết được 8-9 phần. Lai lịch của các ngươi tất nhiên là không giấu được quả nhân. Viên Hồng cùng Cao Minh Cao Giác rất nhanh đưa mắt nhìn nhau, lòng thầm kinh hãi. Viên Hồng giả bộ không hiểu nói: bệ hạ sao lại nói như vậy? Câu tiếp theo của Trương Tử Tinh như chùy đồng kích vào tâm lý của Viên Hồng. Viên Hồng, trừ Cao Minh, Cao Giác, Mai Sơn, còn có thất quái, sao hôm nay chỉ có một mình ngươi? Ba người nghe thấy lập tức kinh sợ, mặt lộ biểu tình bất khả tư nghị. Không ngờ thiên tử này quả nhiên thần kỳ như vậy, một lời đã điểm phá lai lịch của bọn họ. Tại lúc này, Viên Hồng phát hiện ở trong điện, không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện hai người, một nam một nữ, còn ẩn ẩn phát ra khí thế uy hiếp không nhỏ. Hai người này tướng mạo tuấn mỹ, tu vi xem ra thâm sâu khôn lường, chỉ sợ đã là tu vi kim tiên, không khỏi lòng càng thêm sợ sệt. Cao Minh Cao Giác lui lại một bước, cất giọng nói: bệ hạ, chúng tôi thành tâm tới đầu bái, tuyệt không có ý xấu, vì sao lại đối đãi như vậy? Trương Tử Tinh thấy Cao Minh Cao Giác lộ vẻ sợ hãi, nhẹ nhàng nói một câu: hai người bất quá chỉ là hai con quỷ núi Kỳ Bàn Hiên Viên Miếu mà thôi. Nếu quả nhân sai người tới Kỳ Bàn đào gốc đào gốc liễu lệt, dùng lửa thiêu đốt, lại sai người đập nát hai bức tượng quỷ sứ trong miếu Hiên Viên, các người còn sống được không? Cao Minh Cao Giác thấy thiên tử một lời đã điểm trúng chỗ yếu hại của bọn chúng, sắc mặt đại biến. Viên Hồng không nói lời nào, đôi mắt đào qua đào lại không ngừng thầm lo đối sách. Trương Tử Tinh cười nói: Viên Hồng, ta biết ngươi có bát cửu huyền công, chỉ bất quá ta vẫn chưa tra ra được lai lịch của ngươi. Thiên hạ có tứ đại linh hầu, một là loại khỉ đá linh thông, tài biến hóa, biết thiên thời, rời sao đổi đầu; hai là xích mã hầu, hiểu âm dương, biết nhân sự, khéo ra vào, tránh chết sống lâu; ba là thông tý viên hầu, giữ nhật nguyệt, thu núi non, hiểu rõ lành dữ, đùa bỡn trời đất; thứ tư là lục nhĩ mi hầu, đoán tiếng nói, tài xét lẻ, biết trước sau, biết cả muôn vật. Không biết người là thuộc loại nào? Viên Hồng lần nữa lộ ra vẻ kinh sợ. Thiên tử này không chỉ mắt sáng như sao, kiến thức còn quảng bác như vậy, lai lịch của mình vốn giữ rất kỹ, ngay cả lục quái còn lại ở Mai Sơn còn không biết, không dè bị vị đế vương nhân gian này phát hiện dễ dàng như vậy. Truyền thuyết khỉ đá kia là viên đá nữ oa vá trời sinh thành, với tính tình nữ oa sẽ không để cho người lưu lạc Mai Sơn. Còn khi ngựa đít đỏ, tất sẽ tránh né sát kiếp, không dám ra đời. Như quả nhân thôi toán, người không có khả năng có tài nghệ tứ hải như khỉ sói sáu tài, cho nên người rất có khả năng là thông tý viên hầu kia. Quả nhân đoán vậy có đúng không? Viên Hồng thở dài nói: bệ hạ quả nhân có tài xét rõ thần quỷ, Viên Hồng chính là thông tý bạch viên kia tu luyện đắc đạo. Nhưng chúng tôi tuy là yêu quái, lần này thực tâm tới đầu, nếu bệ hạ muốn diệt trừ nghiệt yêu, chúng tôi không biết nói sao,
nhưng cũng tuyệt không bó tay chịu trói. Thế nào là yêu nghiệt, thế nào là tiên nhân, trong mắt của quả nhân đều là người tu luyện, không có gì khác biệt, càng không có gì kỳ thị. Trương Tử Tinh lắc đầu nói: ba vị kiệt sĩ không cần khẩn trương, đã là thực lòng đầu bái. Dù ba vị là yêu tộc, quả nhân cũng coi là nhân tài lớn hỗ trợ, tuyệt không coi thường. Quả nhân vừa rồi mở lời đùa cợt, chỉ là muốn không bị ba vị giấu giếm mà thôi. Lời này vừa ra, địch ý từ đôi nam tử kim tiên kia lập tức biến mất, lui ra phía sau thiên tử. Viên Hồng cùng với Cao Minh, Cao Giác tức thì thở phào một hơi, càng thêm kính úy thiên tử. Chiến sự lấy quân tình làm trọng, như Cao Minh, Cao Giác có thuật pháp thiên lý nhãn, thuật phòng nhĩ, có thể dễ dàng phát hiện âm mưu kẻ địch, quyết kế cự địch ngàn xa. Trương Tử Tinh tiếp tục đề cao hai người, lúc bọn chúng đang kinh ngạc lại ném thêm một cục đường. Giờ chiến sự Đông Hải khẩn cấp, ta muốn phong hai người làm tướng quân, cùng với Trịnh Luân cùng tới nghe lệnh võ thành vương hoàng phi hồ, nếu có chiến công sẽ lại phong thưởng, thế nào? Cao Minh cùng Cao Giác vui mừng tạ ơn. Bệ hạ không chê xuất thân anh em chúng tôi, còn ủy thác trọng nhiệm như vậy, chúng tôi sao dám thôi từ? Trương Tử Tinh nói: quả nhân chỉ có hai yêu cầu với các người, một là thân làm tướng quân tất phải nghe theo quân lệnh, không được tùy tiện làm việc như trước, nếu có lỗi lầm sẽ theo quân pháp nghiêm trị. Thứ hai, quả nhân sẽ sai người dâng vật sống cung phụng, không được tùy tiện đả thương người. Cao Minh, Cao Giác lập tức hứa tuân mệnh. Trương Tử Tinh vui mừng nói: như thế rất tốt, hai vị cao tướng quân hãy về trước chuẩn bị, hai ngày sau nhận chỉ của quả nhân tới bộ binh, cùng với Trịnh Luân tướng quân cùng xuất phát tới Đông Hải hiệp trợ. Quả nhân chờ các người sớm ngày ca khúc khải hoàn. Cao Minh, Cao Giác vui mừng nhận chỉ, tạ ơn lui xuống điện. Viên Hồng nghe theo lời thiên tử, quả nhân trọng dụng anh em họ Cao, mắt cũng sáng rỡ. Bệ hạ quả nhân trọng dụng nhân tài, Viên Hồng cũng nguyện ý vì bệ hạ hiệu lực. Trương Tử Tinh thấy Viên Hồng vội vã thể hiện lòng trung, buồn cười nói: ngươi đâu cần nóng ruột như vậy, quả nhân biết tài năng của ngươi, đã là đứng đầu Mai Sơn thất quái, sao lại bỏ mặc được chứ? Viên Hồng mừng rỡ, chỉ nghe thiên tử hỏi: quả nhân có chút nghi hoặc, người có tu vi bất phàm, không biết sư tôn là thần thánh phương nào? Viên Hồng lộ ra vẻ buồn bã, lắc đầu nói: tiểu nhân từ khi khai phát đình trí đều là tự thân tu luyện, làm gì có danh sư, chỉ là có cơ duyên xảo hợp tìm được một bộ kỳ thư, tu tập bát cửu huyền công ở trong đó. Quả nhiên là bát cửu huyền công, có trách nguyên tắc nói Viên Hồng cùng với Dương Tiễn đại chiến, thi triển thần thông biến hóa vô cùng, bất phân cao thấp, ứng lòng cùng nữ bạt kiến thức rộng rãi, càng hiểu hơn bát cửu huyền công nghĩa là gì, gương mặt nhất thể kinh ngạc. Bát cửu huyền công được một vị cổ tiên thời hỗn độn sơ khai sáng tạo, dùng bí thuật tu luyện tiên thể thẳng cho tới nước lửa bất xâm, không ngại pháp bảo, tu luyện đến tầng cao nhất có thể từ ngoại biến nội, nắm được phép biến hóa, từ 72 phép biến hóa thần thông ra thiên hạ vạn vật. Bát cửu huyền công này giống như ngoại công trong tiên hiệp tiểu thuyết sau này, dùng ngoại công nhập đạo thành tiên, uy lực hết sức cường đại, vượt xa tiên nhân cùng với đẳng cấp, nhưng độ khó của nó cũng không phải người thường tu được. Nghị lực, ngộ tính, thiên phú, mấy cái này thiếu một cái cũng không được, người thiếu sót bất cứ điều gì đều là vô pháp thành công. Cho nên từ thượng cổ tới nay, pháp quyết này tuy không phải là không tìm được, song chỉ có vài người thành công. Ứng Lòng cùng với nữ bạt đưa mắt nhìn nhau cùng gật đầu, thì ra khí tinh này quả nhiên là phi phàm, khó trách thiên tử lưu hắn lại một mình phân phó. Trương Tử Tinh đối phó với thập nhị huyền công trong truyền thuyết này nảy sinh hứng thú, biến hóa của bát cửu huyền công tuyệt không phải là huyễn thuật tầm thường so sánh được, nếu có thể ngộ ra được chỗ ảo diệu trong đó, vô luận là đối với phát triển sau này hay tăng trưởng thực lực bản thân đều có chỗ tốt không ít. Cuốn đạo thư kia giờ ở chỗ nào? Đáp án của Viên Hồng lại khiến Trương Tử Tinh thất vọng. Ngày đó Viên Hồng vô tình phát hiện một chiếc hộp ngọc vứt trong nơi sân động, mở hộp ra phát hiện trong đó có một miếng ngọc, trên miếng ngọc có khắc bốn chữ bát cửu huyền công. Viên Hồng đưa tay chạm vào miếng ngọc thì nó bỗng nhiên biến mất, mà trong óc của Viên Hồng đột nhiên hiện ra nhiều pháp quyết, tựa như Trương Tử Tinh ngày xưa tu luyện chín hồn quyết, nhiều chỗ ảo diệu chỉ có thể tự lĩnh ngộ, không cách nào có thể viết ra được. Tu luyện bát cửu huyền công đúng thực là gian nan, lúc đầu phải chịu khó thống khổ, phải đem gân cốt toàn thân tự luyện, sau đó dùng bí thuật khôi phục,
mục đích để tu luyện và nắm được bí ẩn của cơ thể, sau này tiện học pháp quyết biến đổi. Mà đây mới là nhập môn thôi, khổ sở phía sau càng khiến cho người khó chịu. Viên Hồng với nghị lực phi thường cùng với dũng khí vượt qua vô số khó khăn, rốt cuộc có chút thành tựu. Bát Kiều Huyền Công tổng cộng có 7 trọng, giờ Viên Hồng đã luyện tới đệ tứ trọng, có thể biến hóa rất nhiều, nhưng thời gian hạn chế, thời gian cho phép đi qua liền hiện nguyên hình. Mà thân thể của hắn cũng tu luyện tới một cảnh giới khác, binh khí tiên gia phổ thông không thể thương tổn. Tuy cảnh giới giờ chỉ là chân tiên hạ giai, nhưng thực lực cùng với chân tiên trung giai cũng chưa chắc địch được. Trương Tử Tinh trầm ngâm một trận, hỏi: người có tư chất như vậy, vì sao không tìm minh sư? Tin rằng dù là xiển giáo triệt giáo cũng sẽ vui mừng tiếp nhận ngươi. Nói tới câu này, Viên Hồng liền lộ ra biểu tình phẫn uất. Thì ra năm xưa lúc hắn chưa phát hiện ra Bát Kiều Huyền Công cũng từng có ý này. Một lần cơ duyên xảo ngộ gặp được đệ nhất kim tiên xiển giáo Quảng Thành Tử. Vị tiên nhân này đối mặt với con khỉ tinh khổ sở năn nỉ không thèm để ý, nói rằng Viên Hồng là loại yêu nghiệt, không chu diệt đã là may mắn lắm rồi, đâu có nhận hắn làm đồ đệ. Tự tôn của Viên Hồng bị đả kích nghiêm trọng, tâm ý nguội lạnh. Từ đó hắn mất đi hy vọng bái sư. Sau được Bát Kiều Huyền Công, biết rõ là hung hiểm, gian nan vô cùng, nhưng vẫn nghiến rằng kiên trì tu luyện một mình cho tới khi thành công, chính là muốn ngày sau báo được cỗ ác khí này. Trương Tử Tinh nghe được cảm khái, cũng sinh vài phần hào cảm với Viên Hồng. Phàm chuyện gì cũng phải nói tới chữ duyên. Ngày đó nếu như Viên Hồng gặp môn sư triệt giáo, chỉ sợ đã có tao ngộ khác, xong lại chưa chắc tìm được Bát Kiều Huyền Công. Trương Tử Tinh lập tức hỏi: người vốn là thuật sĩ tu hành thanh tịnh, sao hôm nay lại tới đầu quân quả nhân? Viên Hồng cười khổ nói ra nguyên nhân. Từ lúc hắn tu luyện thành công xong, tâm trí càng thêm thông tuệ, biết rằng bằng sức của mình muốn thành đạo quả chỉ sợ tu luyện thêm 100.000 năm cũng không ăn thua, sao bằng được mấy danh nhân đệ tử thánh nhân kia. Vì lòng tự tôn, hắn cũng không chịu bái vào danh môn nữa. 3 năm trước tại Oa Hoàng Cung, nữ hoa nương nương dùng chiêu yêu phiến triệu tập vạn yêu, từng nói 3 năm sau sát kiếp sẽ nổi. Lúc đó Yên Hồng cảm giác được đây là một chàng cơ duyên, đã liều hỏi nương nương, biết được người ứng kiếp có thể thành thần đạo hay là tiên đạo, cho nên động tâm quyết tâm rời núi ứng sát kiếp, liên hợp vài nhóm yêu tộc tới triều ca ứng thí phò tá đại thường, mong cuối cùng thành đạo quả. Tuy có phần mạo hiểm, song đối với lũ yêu tộc không có chỗ dựa này cũng là việc bắt buộc phải làm. Người có căn cơ, phúc duyên thâm hậu, có thể nhục thân thành thánh, tu thành thiên đạo, được hưởng sự tự do trường sinh bất tử. Người kém hơn chỉ thành thần đạo, chịu Hạo Thiên Thượng Đế cai quản, làm ti chức trên thiên đình. Kẻ kém cỏi liền chết thành tro bụi, tan biến khỏi thế gian. Trương Tử Tinh mặc niệm câu nói của nữ hoa do Viên Hồng kể lại, cũng thầm hiểu được một chút. Tiên đạo này với tu luyện tiên đạo phổ thông hẳn là phàm có ý nghĩa khác biệt. Nếu là tiên đạo tầm thường thì đời nhị đại đệ tử của xiển triệt giáo đa số có tu vi chân tiên, sao còn phải truy cầu tiên đạo. Loại tiên đạo này có thể nói tới tiên vị hoặc là cảnh giới gì khác. Từ câu phía sau được sống trường sinh mà xem xét, chỗ tốt lớn nhất của tiên vị này hẳn là không chịu tiên kiếp, tự do trường sinh, đều là phong thần, song địa vị lại hơn xa mấy thần nhân nơi thiên đình. Ví dụ như Thái Ất chân nhân sau này thành Thái Ất cứu khổ thiên tôn, mà Lý Tịnh thực lực thấp kém cũng nhờ vật nhục thân thành thánh, trở thành Thác Thác Lý Thiên Vương. Ngày mấy trưởng bối sư thúc triệt giáo năm xưa cũng phải nghe hắn sai khiến. Còn có mấy người thành thần đạo kia, tu vi nhất định cũng bị hạn chế, cũng bị chân áp lại. Nếu không mấy kẻ thần thông quảng đại, sao để chịu nghe loại tu vi thấp kém như Lý Tịnh sai bảo chứ? Rất có khả năng đây chính là công dụng của phong thần bảng. Trương Tử Tinh trầm ngâm rất lâu, cuối cùng nghĩ ra một chủ ý. Viên Hồng, quả nhân xem trọng tư chất dũng khí của ngươi, muốn cho ngươi bái một vị đại thần thông làm sư tôn, ngươi có nguyện ý không? Viên Hồng ngây người chốc lát, lập tức lộ vẻ vui mừng, đem ánh mắt chuyển đến người của Ứng Lòng, nữ bạt, gật đầu li li. Trương Tử Tinh biết hắn hiểu nhầm, giải thích nói: chưa có đoán lung tung, minh sư ta muốn tiến cử, tu vi còn cao hơn vợ chồng nghĩa muội đệ của ta. Viên Hồng hai mắt sáng lên, hai vị này đã là tu vi kim tiên, mà người thiên tử nhắc tới kia có tu vi còn trên họ, tất nhiên là nhân vật cực mạnh. Hắn vẫn vì không có danh sư chỉ điểm mà tiếc nuối, đường tu luyện vòng vo không ít, bây giờ tâm nguyện tức khắc sẽ đạt được, trong bụng hưng phấn vô bờ, tràn đầy cảm kích nhìn thiên tử. Nữ bạt nghe tới hai chữ vợ chồng, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không tiện giải thích với Viên Hồng, hỏi:
người Hoàng huynh nhắc tới rốt cuộc là vị nào? Trương Tử Tinh cười nói, hai người các người khăng lệ tình thâm, trong mắt chỉ có đối phương, đâu còn có tinh lực đi dạy dỗ đồ đệ nữa, cho nên chỉ đành đem chuyện khó nhọc này nhờ cậy người khác. Nữ bạt càng đỏ mặt nói, chẳng nhẽ bệ hạ muốn mời quốc sư kia tới đem mấy món đồ kỳ quái kia truyền cho vị mỹ hầu này? Nữ bạt là một trong những ít người biết được thân phận thực sự của quốc sư, nàng cố ý nói như vậy là muốn trả đũa câu nói đùa của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh cũng không giải thích, chỉ nói, người này so với quốc sư kia lợi hại gấp trăm lần, dù phu phụ hai người hợp lực cũng không có thể là đối thủ của hắn. Hắn chưa có yếu sự ra ngoài, một đoạn thời gian sau sẽ trở lại. Nữ bạt lần này cũng mặc kệ xấu hổ, kinh ngạc nói, còn có nhân vật bậc này sao? Lúc đó chắc phải xin Hoàng huynh dẫn kiến rồi. Viên Hồng nghe thấy càng vui mừng, cúi đầu nói, bệ hạ không chê xuất thân của tiểu nhân, còn ban cho đại ân như vậy, Viên Hồng suốt kiếp không quên. Giờ lấy danh nghĩa yêu tộc xin thề, trọn đời không thể phản bội bệ hạ, nếu như phản lại sẽ bị hồn phi phách tán. Trương Tử Tinh nghe Viên Hồng cam tâm tình nguyện phát lời thề độc, trong bụng mừng thầm. Bước xuống Long Y đỡ Viên Hồng thẳng dậy, dặn dò hắn về Mai Sơn một chuyến, trấn an đục quái còn lại, rồi tức tốc trở lại Triều Ca, chờ người kia trở lại lập tức bái sư. Lục quái tất nhiên cũng là một trong những mục tiêu thu phục của Trương Tử Tinh, nhưng giờ tạm thời để cho bọn chúng tiếp tục ở lại Mai Sơn là hơn. Kỳ thực ở trong nguyên tắc, thực lực của Mai Sơn thất quái không kém, ít nhất cũng có thể địch được đệ tam đại đệ tử xiển giáo. Nếu không phải có Dương Tiễn và Chiếu Yêu Giám, chỉ sợ Khương Tử Nha khó có thể hàng phục được bọn họ. Còn gã Viên Hồng này cuối cùng cũng phải nhờ Sơn Hà xã tắc đồ của nữ hoa nương nương mới có thể giết được hắn. Thất quái tu luyện nhiều năm đều có thủ đoạn, tiếc là không có chỗ dựa. Nếu hắn có sư tôn trưởng bối, bọn họ đã sớm tìm được cửa báo thù rồi, so sánh giống như là một số người tài năng nơi các đại tập đoàn. Nhưng không có bối cảnh sau lưng, ngày thường đều dựa vào tự thân mà nỗ lực, vấn đề dù có nỗ lực hơn nữa cũng không thể vượt qua được địa vị của mấy kẻ con ông cháu cha kia. Giờ chỉ cần bọn họ có một cơ hội, bọn họ nhất định có thể thể hiện ra tài năng xuất chúng khiến người thán phục. Nếu có thể tăng cường thực lực của bọn họ, bất kể như thế nào sau này cũng có thêm vốn liếng ở trong tay. Còn ý tưởng thu đồ cho Khổng Tuyên là Trương Tử Tinh nhất thời nghĩ ra, nhưng tử tế nghĩ lại cũng không phải là kế hoạch tồi. Khổng Tuyên vốn có ý bảo hộ yêu tộc từ xưa, lại cũng nên nể mặt vị hoàng huynh này, cho nên dù có không nhận toàn bộ Mai Sơn thất quái, nhưng một mình Viên Hồng với tư chất xuất chúng hẳn không thành vấn đề. Viên Hồng tới đầu tuyệt đối là chuyện đáng mừng, còn có cào giác cào mình theo Trịnh Luân tới Đông Hải chi viện, nói không chừng có thể bất ngờ lập đại công giúp Hoàng Phi Hồ bình phục phản loạn. Giờ đã có thể đưa trọng điểm trở lại phương diện nội chính. Thời gian trước do vấn đề tai hạn nên việc triển khai tân chính tạm thời đình chỉ, giờ hạn tai đã chấm dứt, dân tâm lại đoàn kết hơn xa lúc trước, chính là lúc thích hợp nhất tiếp tục tiến hành cải cách. Ở trong lịch sử, hậu bối của trụ vương Chu Lệ Vương từng được xưng là nhà cải cách sớm nhất tiến hành thay đổi phá hoại phép tắc, đồng thời triển khai cải cách trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, quân sự, pháp luật. Đáng tiếc là do thiếu kinh nghiệm, lại thêm hạn chế thời đại và cách làm chưa ổn, khiến bên trên thì khanh sĩ phản đối, dưới thì bình dân oán hận. Chu Lệ Vương vì cấm đoán lời kêu than của bách tính, không cho bọn họ tự do ngôn luận, bắt người đi đường không được nói chuyện, chỉ có thể trao đổi qua ánh mắt, cải cách thất bại tất nhiên không thể tránh khỏi, lại còn khiến nổ ra một tràng bạo động. Chu Lệ Vương bị ép phải chạy ra khỏi Hạo Kinh rồi chết nơi biên thủy. Cái đúng cái sai trong cải cách của Chu Lệ Vương cũng không cần để ý kỹ, song Trương Tử Tinh tất nhiên không giống vị gà mờ không kinh nghiệm này. Tình thế đại thường so với thời Chu Lệ Vương cũng khác, tuy có tứ đại chư hầu không ngừng nhòm ngó, song đại thường bây giờ binh hùng tướng mạnh, Trương Tử Tinh lại nắm chắc dân tâm, có thể nói quảng đại bình dân cùng tiểu quý tộc đều ung dung hỗ trợ chiến lược cải cách của thiên tử. Nói rằng thiên tử giải khổ giải nạn cho dân, kẻ nào chống đối, một là đại nghịch, hai là bất nghĩa, có thể danh chính ngôn thuận xuất binh chinh phạt, tựa hồ như là Tô Hộ, Viên Phúc Thông vừa rồi. Các chư hầu trừ phi nguyện ý gánh tiếng đại nghịch bất nghĩa cũng không dám xuất binh tương trợ. Đạt được điều kiện cần như vậy, Trương Tử Tinh hết sức tin tưởng cải cách sẽ thành công, huống chi dù có thất bại hắn cũng đã an bài đường lối. Một ngày này, Trương Tử Tinh bí mật triệu kiến Thượng Đại Phu Khương Tử Nha tới Chiêu Tuyền Điện nghị sự rất lâu, cuối cùng không ngờ thiên tử có tự thân tiễn hắn rời điện. Khương Khanh, người trung tâm vì quốc, lòng sánh nhật nguyệt,
Đại thương có trung lương như vậy thực khiến quả nhân thấy may mắn. Chỉ là chuyện này tất có nhiều trở ngại. Nếu không may người có thể trở thành tội nhân thiên cổ. Người cứ phải nghĩ cho kỹ. Nếu cải biến chủ ý, quả nhân cũng không miễn cưỡng. Dù sao ngươi là thần tử quả nhân tín nhiệm và coi trọng nhất, quả nhân cũng không muốn làm khó người. Khương Tử Nha cảm động không ngừng, lập tức quỳ xuống. Đại ân chi ngộ của bệ hạ, hạ thần đời này tuyệt không quên. Chuyện vì bệ hạ sẽ gánh lo, dù đầu rơi máu chảy cũng quyết hoàn thành tâm nguyện của bệ hạ. Trương Tử Tinh đỡ Khương Tử Nha dậy, khen ngợi nói: quả nhân có được Khương Khanh khác nào là Vũ Đình có được Phó Thuyết. Khương Khanh yên tâm, người cứ phóng tay mà làm, vấn đề lớn tới đâu cũng có quả nhân thay người gánh chịu. Lần này nếu thành công, người tất không chỉ là chức thượng đại phu nhỏ nhoi này. Khương Tử Nha ngây người, tăng quan thêm một bậc không phải là... Trương Tử Tinh than nhẹ một tiếng như thừa nhận: quốc trưởng thân thể phàm tục, sao bằng được người tu đạo như người. Lão quốc trưởng giờ đã gầy yếu, sức lực mòn mỏi, cũng tới lúc an hưởng tuổi già rồi. Khương Tử Nha trong bụng nhảy loạn không thôi, cáo từ rời cung. Sáng ngày thứ hai, thừa tướng Thường Dung đột nhiên xưng bệnh xin tử quan. Thiên tử kiên quyết không chịu, Thường Dung cực lực khổ cầu, rốt cuộc được thiên tử đồng ý cho nghỉ nửa năm, phái ngự y tới phủ thừa tướng trần trị. Chức thừa tướng của Thường Dung tạm do Thị Can tiếp quản, đồng thời lệnh cho đại phu Khương Tử Nha làm thượng thư chủ trì công tác tần tránh, Triệu Khải mai bá làm phó. Ý chỉ này khiến cho toàn triều kinh hãi. Vòn vẹn có vài tháng, Khương Tử Nha một thân áo vải lên thẳng chức thượng thư, tốc độ xứng làm đệ nhất đương triều. Phí Trọng vừa ghen vừa đố kỵ, song ngẫm lại lời hứa phong hầu của thiên tử, trái tim lại đập thình thịch. Tới lúc đó bổn đại nhân lên làm đại chư hầu, tự nhiên các người còn ghen tị hơn nữa. Khương Tử Nha cũng không phụ tín nhiệm của thiên tử, lập tức đào to bố lớn bắt đầu tiếp tục tân tránh. Thủ đoạn của Khương Tử Nha quả nhiên phi phạm. Bước đầu tiên là thi triển quyền cước ở trong nội hạt triều ca, tiến hành cải cách toàn diện, lại kiến lập cơ chế giám sát khắp nơi. Nếu phát hiện nơi nào đó bất ổn, lập tức ra tay nghiêm trị, thậm chí thu lại đất đai. Người tố cáo sẽ được bảo mật và nhận thưởng bí mật, dù là bình dân cũng không ngoại lệ. Nếu như thuận lòng làm theo tần chánh, vừa hoàn thành yêu cầu của triều đình lại còn được phong thưởng. Làm như vậy, công cuộc cải cách quả nhiên tiến triển rất nhanh. Triệu Khải và Mai Bá không nói, xuất thân khanh sĩ, tại chỗ nào đụng chạm tới lợi ích của gia tộc mình liền có chút do dự. Còn Khương Tử Nha vốn tay trắng, đâu có lợi ích gia tộc gì, cho nên ra tay hết sức cứng rắn. Chả có một trận tranh đấu tư tưởng, Mai Bá Triệu Khải rốt cuộc đã giải khai tâm bệnh, chân chính hiệp trợ cải cách. Rất nhiều quan viên minh bạch đây là ý của thiên tử, không dám oán hận cùng trái lệnh. Đa số sự tình không thể nghịch chuyển, còn ra vẻ thể hiện chủ động phối hợp thực hiện tân chánh, tự nhiên được thiên tử khen ngợi. Còn cơ hồ toàn bộ quý tộc cùng với chủ nô đều đem ấn khí chút lên đầu ba vị tổ cải cách do Khương Tử Nha cầm đầu, còn hận Khương Tử Nha thấu xương dịch cốt, không ít lần còn phái người ám sát. Đáng tiếc Khương Tử Nha thân mang đạo thuật, lại được thiên tử ám trợ, sớm có phòng bị, không lần ám sát nào thành công được. Ngược lại còn bị hắn lần nhắc kẻ chủ mưu bẩm lên thiên tử. Thiên tử trong lúc tức giận đem mấy kẻ chủ mưu giết sạch toàn ra, thu sạch tài sản cùng nô đãi. Sau mấy chiều giết gà dọa khỉ này, mấy kẻ bất mãn quả nhiên thành thật hơn rất nhiều. Mà thiên tử lo lắng cho Khương Tử Nha, lại cấp cho hắn một phần quyền lực điều động binh mã, xuất vài hào thủ ở trong thiên ảnh ngầm bảo hộ mấy người Triệu Khải để tránh sự cố đáng tiếc phát sinh. Khương Tử Nha được thiên tử hết sức chi trì, càng thêm phóng tay thi triển. Dưới thủ đoạn của hắn, đất đai trong bên cạnh đại thường về cơ bản đã thực hiện cải cách thành công, tầng lớp nô lệ được giải phóng, cảm ơn thiên tử không ngừng, tích cực khai hoang mở ruộng chưa từng có trước đây, tranh nhau xem ai sớm hoàn thiện nhiệm vụ, được thưởng ruộng đất, có được tự do. Mà những kẻ vốn là chủ nô bất đắc dĩ phải chấp nhận làm địa chủ. Bất quá từ kết quả thành công của Đông Tề đăng trên đại thương Quý Khan mà đối chiếu, làm địa chủ bây giờ còn hoành tráng hơn chủ nô trước đây rất nhiều. Khương Tử Nha tuyệt không phải đồ ngốc, sao lại không biết mình bị đưa ra đầu sóng. Hắn không hề cố kỵ thi triển quyền cước, báo đáp ân tín nhiệm và trọng dụng của thiên tử chỉ là một phần nguyên nhân thôi, chỗ dựa lớn nhất vẫn là lời phán của Nguyên Thủy Thiên Tôn ngày đó: phò tá minh chủ, thân cao hiển hách, không có duyên với tiền đạo, chỉ được hưởng phúc nhân gian. Lời thánh nhân đã dạy, sao có thể sai được. Huống chi thiên tử từng ám ngôn nhắc tới chức thừa tướng, cùng thánh nhân không mưu mà hợp, trước mắt cũng là thượng thư, nếu hoàn thành đại sự
lập tức được lên chức. Lúc đó thì đại thường Khương thừa tướng sẽ vang danh thiên hạ, vạn thế lưu truyền. Nếu mệnh số đã buộc thân làm thừa tướng tận hưởng phú quý nhân gian, thì bất kể như thế nào, Khương tử nhà hắn cũng sẽ là đại phú quý, cả đời sung sướng. Chút trở ngại trước mắt này có đáng kể gì chứ? Do có kẻ xuất đầu chủ trì cải cách Khương tử nhà, nên Trương Tử Tinh cũng vui mừng làm lão bản ở phía sau. Nhưng hắn tuyệt đối không lợi dụng lúc nhàn hạ cùng phi tử vui vẻ trong cung, mà đem tinh lực chuyển tới nghiên cứu sinh vật cơ nhân kia. Ngày đó biến đổi thân thể của nữ bản xong, Băng Tuyết, nữ sinh vật bị Trương Tử Tinh coi là hàng lởm kia tuyệt không được một chút an nhàn, lại bị siêu não tiếp tục nghiên cứu. Do tính đặc thù của thể năng sinh vật chiến sĩ cùng với tinh nguyên lực của nữ bạt đần trước, đã biến Băng Tuyết thành thân thể yêu thi, cũng có được lực lượng của yêu thi, trình độ cứng rắn của thân thể đã được cải thiện đáng kể. Mà lực lượng có được sau lúc biến dị kia khiến Trương Tử Tinh hết sức chờ mong. Nữ bạt khôi phục xong, trừ cơ năng nhục thân không đổi, các đặc tính khác của yêu thi đã biến mất, nhưng đã có một đôi cánh phong lôi bù lại. Phong lôi này cũng không phải tầm thường, hay là đôi cánh của phong lôi của Lôi Chấn Tử trong nguyên tắc có thể so sánh được. Tác dụng của nó không phải là bay lượn, mà là mượn lực sấm sét công kích địch nhân. Sấm sét này mang theo tính chất hạn của nữ bạt, uy lực hơn so với sấm sét thường. Thực lực của nữ bạt không giảm mà tăng, so với trước càng thêm cường đại. Có thể nói việc biến dị cho nữ bạt lần này hết sức thành công. Băng Tuyết thì ngược lại, dung mạo của nàng tuy khôi phục về mỹ lệ, nhưng trừ cường độ thân thể tăng cường, dị năng thu được bất quá chỉ là có thêm một mắt ở giữa trán. Theo phân tích của siêu não, con mắt này có khả năng có công năng thấu thị hoặc là nhìn đêm. Loại năng lực vớ vẩn này khiến Trương Tử Tinh câm bặt không biết nói sao. Đồng dạng là biến dị, sao Băng Tuyết lại kém cỏi như vậy? Siêu não giải thích, do ý đồ trong đầu thí nghiệm chỉ là cải biến và khôi phục dung mạo cho nữ bạt mà thôi. Dị năng lúc này thực là thu hoạch ngoài ý muốn. Có điều biến dị thế nào đều là ngẫu nhiên. Ánh mắt Trương Tử Tinh sáng lên, nếu quả như vậy, có thể đem năng lực biến dị này đặt thành vấn đề chuyên môn nghiên cứu. Cái hắn muốn không phải là dung mạo xinh đẹp gì, mà chính là năng lực. Có điều như siêu não phân tích, loại biến dị này không dễ dàng tiếp tục. Trong cơ thể cơ nhân có một loại kết cấu hoạt tính, dị năng hình thành chính là nhờ kích phát loại kết cấu này mà phát sinh dị biến. Song do tính bình hành của kết cấu hoạt tính cùng với công năng cơ thể, nếu phá đi độ cân bằng thì toàn bộ công năng cơ thể sẽ hoàn toàn hỏng mất. Trước nữ bạt và Băng Tuyết đều là may mắn thành công mà thôi. Cái này cũng nói, biến dị thành công hay không, đầu tiên phải xét tới tính cân bằng với kết cấu hoạt tính. Nếu bị phá vỡ, mọi chuyện đều thất bại, tựa như một trận đánh bạc vậy. Nếu tiếp tục tiến hành biến dị lần hai, mức độ nguy hiểm cũng vậy. Cũng chính là nói, không thể tiếp tục tiến hành loại thí nghiệm này, nếu không Băng Tuyết sẽ tử vong. Trương Tử Tinh tính toán rất lâu, cuối cùng quyết định thử thêm một lượt. Ý tưởng quán không chỉ là chế tạo một sinh vật cơ nhân như này, mà là cả một đoàn quân. Cho nên siêu não theo mệnh lệnh của Trương Tử Tinh bắt đầu tiếp tục một lần gây đột biến mới. Có điều thí nghiệm khoa học không phải là con của thần may mắn, mà có khi thế giới này không có thần may mắn nào cả, cho nên lần biến dị tiếp theo thất bại. ADN đứt gãy, tế bào hoạt tính đình chỉ, toàn bộ cơ thể tức khắc phân giải. Trương Tử Tinh cảm giác trong lòng hết sức tiếc nuối. Băng Tuyết có được nhiều tinh nguyên của nữ bản như vậy, lại xuất hiện con mắt thứ ba, dù là đồ vớ vẩn nhưng cứ thế này thất bại cũng thật đáng tiếc. Mà tài liệu chủ yếu trong chế tạo sinh vật chiến sĩ, sinh vật trí năng tâm phiến giờ đã sớm dùng hết, trong thời gian ngắn không thể sản xuất lại được. Lần đánh bạc này trắng tay rồi. Quả nhiên thân thể của Băng Tuyết nằm ở trên giường thí nghiệm bắt đầu phát sinh một tràng biến hóa đáng sợ. Cả người bắt đầu hòa tan, cuối cùng không ngờ hóa thành một vũng nước. Thường Thành Quần vốn đứng ở bên hỗ trợ hắn làm thí nghiệm, vừa thấy vừa rồi còn là một cô gái xinh đẹp, giờ đã biến thành kết cục như vậy, không khỏi lộ ra biểu tình sợ hãi. Nhưng siêu não là phát hiện ra một lần báo nữa, ADN bắt đầu tái tạo, sinh vật tinh phiến phát sinh biến dị kỳ quái, xuất hiện hiện tượng tái sinh, năng lượng không đủ, cơ thể cần thêm năng lượng để tổ hợp lại. Lúc này chỉ thấy vũng nước kia đã biến chuyển thành một hình người, tựa hồ hết sức gian nan, mới tăng trưởng được một bộ phận lại bị phân giải thành dịch thể. Đồng thời lồng thủy tinh trên giường thí nghiệm cũng bắt đầu thông báo năng lượng cạn kiệt. Trương Tử Tinh thấy sự tình có vẻ biến chuyển, vội vã khởi động năng lượng dự phòng, không ngờ vẫn là không đủ. Thấy tốc độ khôi phục của dịch thể kia càng lúc càng chậm, tựa hồ vì năng lượng không đủ mà thất bại. Trương Tử Tinh kinh hãi, năng lượng cơ địa này vốn rất sung túc, không ngờ sinh vật cơ nhân này lại phát sinh biến hóa kỳ lạ như vậy.
tựa hồ như thao thiết trong huyền khuê kia, chỉ biết thôn phệ năng lượng, ngay cả năng lượng dự phòng cũng không đủ. Làm sao bây giờ? Trương Tử Tinh trong lòng vội vã. Thường Thành Quân đứng một bên, bỗng linh cơ chợt động. Phu quân, lần trước chàng độ kiếp không phải chúng ta đã sưu tập mấy khối năng lượng tinh kia sao? Thường Thành Quân nhắc nhở khiến cho Trương Tử Tinh cũng nhớ lại. Mấy khối năng lượng tinh kia vốn là lúc hắn độ kiếp luyện hư kỳ, lợi dụng tị lôi trầm và thiết bị chuyển hóa năng lượng, dẫn năng lượng thiên kiếp nén vào trong tinh khối. Loại năng lượng này bị nén rất cao, ngay bình thường lúc nghiên cứu cũng chỉ có thể phân giải một bộ phận nhỏ tiến hành thí nghiệm, nhưng giờ sự tình khẩn cấp, dù thất bại hoàn toàn cũng phải thử một phen. Nhận được năng lượng trong tinh khối, vấn đề năng lượng không đủ lập tức được giải quyết. Nhưng một vấn đề khác lại nảy sinh, do cường độ của năng lượng tinh khối quá lớn, Bằng Tuyết lại hình như thôn phệ quá vội vàng, nên dù Trương Tử Tinh đã cố gắng khống chế mức truyền năng lượng, song vẫn xuất hiện trạng thái quá tải. Nãy là năng lượng không đủ, giờ lại quá nhiều, không thể tiêu hóa hết. Thân thể đang ngưng tụ kia không lâu lại bạo khai, may là mấy giọt nước lại một lần nữa kết hợp lại, tiếp tục tuần hoàn ngưng tụ. Trương Tử Tinh biết thế này không phải là biện pháp, mấy khối năng lượng tinh kia vốn chưa khám phá rõ ràng, giờ nếu cứ tiếp tục chờ tới lúc ngày khí lực ngưng tụ của Băng Tuyết cũng không còn nữa, lần thí nghiệm này cũng sẽ triệt để thất bại. Loại tình hình này có chút giống với hôm trước hắn thiếu chút nữa bị tín ngưỡng lực làm nổ tung. Giờ vấn đề không phải là thực vật không đủ, mà là Băng Tuyết không biết làm sao để ăn. Nếu Băng Tuyết biết cách tu luyện như mình thì quả là tốt. Vừa nghĩ tới đây, Trương Tử Tinh đột nhiên nhớ lại thao thiết thích thôn phệ trong huyền khuê. 3 năm trước, lúc hắn cùng với Khổng Tuyên đại phá thiên yêu diệt hồn trận ở trong phủ Phi Liêm, từng mượn sức siêu não tiến hành tính toán, thành công trong linh thức tinh vân mô phỏng ra hình thái tiêu hóa của thao thiết. Siêu não vẫn bảo lưu thông số tới giờ, sao không lợi dụng dùng tới trên người của Băng Tuyết? Hắn vội vã dừng năng lượng tinh khối, thông qua siêu não đem một thức tiêu hóa truyền tới sinh vật tinh phiến ở trong người Băng Tuyết. Dù thân thể Băng Tuyết giờ là thành dịch thể, song thật may mắn sinh vật tinh phiến kia vẫn có thể tiếp thụ tin tức này. Không bao lâu lại bắt đầu cung cấp năng lượng tinh khối dịch thể, quả nhiên phát sinh biến hóa, lại hóa nguyên hình thành một thiếu nữ lõa thể nằm ở trên giường thí nghiệm. Chỉ là da rẻ bên ngoài không ngừng biến đổi, diện mạo và ngũ quan cũng chưa thành hình rõ ràng, vặn vẹo liên tục. Từ đó có thể thấy được mức độ vận động bên trong kịch liệt tới mức nào. Một lúc lâu sau, năng lượng trong người của Băng Tuyết dần khôi phục lại ổn định. Từ thông số năng lượng thể hiện qua màn hình chính là mô thức tiêu hóa độc đáo của thảo thiết ngày đó. Dần theo năng lượng trong tinh khối không ngừng truyền vào, diện mạo của Băng Tuyết cũng dần trở nên rõ ràng. Thường Thành Quân thấy trong mắt Trương Tử Tinh không ngừng đảo tới đảo lui trên thân thể của Băng Tuyết, bèn bước tới bên người tránh tầm mắt, có ý sẵn giọng nói: "Tiên sinh sao nhìn kỹ như vậy, mắt cứ chằm chằm không ngớt thế kia, chẳng lẽ lại nổi sắc tâm rồi sao?" Trương Tử Tinh nghe ra ý ghen sặc mùi ở trong đó, cười khổ nói: "Thành nhi chớ nên đa nghi, thấy được bộ dạng ban nãy, giờ còn nổi lên tâm tư gì chứ?" Băng Tuyết kia toàn thân lõa lổ, tiên sinh trước mặt Thanh Nhi lại nhìn đến xuất thần như vậy, bảo sao Thanh Nhi không khó chịu. Thường Thành Quân thích nhất gọi hắn là tiên sinh, chàng liên tục theo dõi vài giờ, ánh mắt còn nổi ra tia máu. Nàng hẳn sẽ không có gì biến nữa, còn siêu não bên cạnh, nếu xảy ra tình huống gì sẽ kịp thời đề tỉnh. Tiên sinh mau mau nhắm mắt lại, chớ có mượn cớ mà nhìn trộm thân thể con gái như người ta. Trương Tử Tinh thấy nụ cười của Thường Thành Quân mới biết nàng sợ hắn mệt mỏi, muốn hắn nghỉ ngơi một chút, trong lòng không khỏi thấy ấm áp. Năm xưa Vũ Tiên không phải cũng quan tâm tới hắn như vậy sao? Còn đặc ý thiết kế một chương trình cảnh báo hắn không được làm việc quá độ, đặt trong siêu não. Mà Thanh Nhi bây giờ rất có nhiều chỗ giống với Vũ Tiên, thông minh, ôn nhu. Đát Kỳ cùng với nàng so sánh, chỉ có cái thần sắc giống với Vũ Tiên mà thôi, thực không đáng nhắc tới. Hoặc giả Thanh Nhi mới chính là Vũ Tiên chân chính. Chỉ nghĩ như vậy liệu có công bằng với Thanh Nhi hay không? Trương Tử Tinh không nỡ mặc kệ tình ý của Thương Thanh Quân, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ôm nàng vào trong ghế tựa, rất lâu mới nói ra một câu: "Thanh Nhi chính là Thanh Nhi duy nhất của ta." Thương Thanh Quân không rõ ý tứ của hắn, cảm giác trong câu này chứa đầy ẩn tình. Nàng im lặng dựa vào trong lòng hắn, lắng tai nghe trái tim hắn đập, cảm giác hạnh phúc, lãng mạn vô cùng, chỉ hy vọng thời gian có thể ngưng lại trong giây phút này. Cũng không biết đã qua bao lâu, thanh âm của siêu não cất lên, cắt đứt thế giới hạnh phúc của hai người. Biến dị cải biến hoàn thành, tự động kích hoạt trí năng của thí nghiệm thể. Trương Tử Tinh cùng với Thương Thanh Quân vội vàng nhòm người dậy, chỉ thấy Băng Tuyết trong lồng thủy tinh đang từ từ mở mắt. Do trải qua lần hóa thể dịch này nên thiết bị khống chế nàng cũng mất đi tác dụng,
Băng Tuyết trước mắt từ từ đứng dậy. Do hạch tâm của sinh vật tinh phiến hoàn toàn trung thành với mệnh lệnh của chủ nhân Trương Tử Tinh, cho dù tại lúc nào hóa thành dịch thể, hạch tâm tinh phiến vẫn không bị cải biến. Nếu không, hắn cũng không yên tâm đem phương thức tiêu hóa của Thao Thiết truyền vào. Trương Tử Tinh không lo lắng vấn đề an nguy chút nào. Cái cho hắn hứng thú bây giờ là trải qua lần thí nghiệm đầy màu sắc như vậy, rốt cuộc Băng Tuyết có được dị năng thần kỳ gì. Băng Tuyết đứng thẳng người dậy, không hề cố ý che đậy thân thể hoàn mỹ của mình. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, dễ dàng nhìn thấy Trương Tử Tinh và Thương Thanh Quân. Ánh mắt của Băng Tuyết chuyển người khỏi người Trương Tử Tinh, cuối cùng rơi trên người của Thương Thanh Quân. Con mắt ở giữa trán của Băng Tuyết mở ra, tựa hồ đang phân tích Thương Thanh Quân gì đó. Tại lúc Trương Tử Tinh đang tính thông số cơ thể mới của Băng Tuyết thế nào, đột nhiên dị biến phát sinh. Thân thể Băng Tuyết bất ngờ phát sinh biến hóa, cả người trong nháy mắt khôi phục thành hình trạng người dịch thể. Cảnh tượng tiếp theo càng khiến cho Trương Tử Tinh kinh hãi. Người dịch thể dần dần biến hóa dung mạo, cuối cùng không ngờ biến thành một Thương Thanh Quân. Thương Thanh Quân kinh hãi nhìn ra, lúc này Băng Tuyết bất kể từ trên xuống dưới đều giống nàng y hệt. Trương Tử Tinh nhanh chóng phản ứng lại. Năng lực của Băng Tuyết không ngờ là biến hóa hình thái, mà dị lực của con mắt thứ ba cũng được giữ lại. Hai loại năng lực dị biến đồng thời tồn tại, cùng tính toán bị thay thế của siêu não hoàn toàn bất đồng. Xem ra lần này trúng quả rồi. Trương Tử Tinh mở ra thiết bị thông thoại với lồng thủy tinh nói: Băng Tuyết, ngươi nhận ra ta không? Con mắt thứ ba của Băng Tuyết liếc qua người hắn một cái, lập tức thay đổi bộ y phục khác trên người. Ai dè lại là một bộ bikini siêu ngắn. Nàng xoay người một cái, biểu tình đột nhiên hóa thành kiểu mị, mở miệng nói: Ngài là chủ nhân, cũng là cha đẻ sáng tạo ra Băng Tuyết. Thanh âm này hết sức mê người. Lúc cúi người, hai ngọn núi trước ngực cơ hồ muốn phá tầng vải mỏng trên người hiện lộ. Trương Tử Tinh đưa mắt nhìn tới dùng mình, ngay Thương Thanh Quân bên cạnh cũng không khỏi nhăn mày nhíu mặt. Trương Tử Tinh vội vàng nói: Ngươi làm sao ăn vận như vậy, mau thay đổi bộ y phục khác đi. Tuân mệnh. Nói xong, Băng Tuyết trước mặt hai người tiến hành một trận biểu diễn thời trang, từ bikini cho tới thú âu hóa, khiến Thương Thanh Quân nhìn ngượng đỏ mặt. Trương Tử Tinh thiếu chút nữa sợ tới ngất xỉu. Dừng, Băng Tuyết, sao người đổi đi đổi lại vẫn là mấy món này sao? Băng Tuyết lộ thần sắc khó hiểu, nũng nịu nói: Chủ nhân không thích ư? Trương Tử Tinh bị thanh âm làm cho phát run, tất nhiên là không thoải mái. Còn giọng nói của người nữa, rốt cuộc là làm sao? Đây không phải là chủ nhân mặc định sắp đặt qua sao? Băng Tuyết lộ ra vẻ bất đắc dĩ, xem ra còn có vài vị phong tình. Sắp đặt? Đúng rồi, cái mặc định đáng chết này. Trương Tử Tinh lập tức nhớ tới siêu não. Tên gia hỏa này lần trước cũng trang bị cho nữ bạn y phục rất gợi cảm, chẳng lẽ mô thức trí năng tiến hóa lại thành ra một computer siêu cấp sắc lang? Siêu não, rốt cuộc là như thế nào? Vì sao ngươi lại thiết lập trang phục như vậy? Câu trả lời của siêu não khiến Trương Tử Tinh toát mồ hôi hột. Tôi là tổng hợp sở thích của chủ nhân từ trước tới giờ tiến hành sắp đặt. Trang phục tạo hình cùng với cá tính là tham khảo tư liệu chủ nhân xem trên internet, cùng những nhân vật nữ ở trong game người lớn chủ nhân yêu thích, cùng với ngôn ngữ hàng ngày, khuynh hướng thể hiện mấy thứ. Phong cách của Băng Tuyết giờ là loại ngự tả, ngoài lạnh lùng, bên trong thập phần nóng bỏng, đối với chủ nhân nhất định sẽ hết sức nhu mì phục vụ. Thôi rồi, quả nhiên là thượng bất chính, hạ tắc loạn, khó trách. Dừng lại. Trương Tử Tinh mắt thấy vẻ mặt của Thương Thanh Quân càng lúc càng quái dị, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng quát siêu não ngừng lại. Tốt lắm, lập tức cải biến thiết định của Băng Tuyết, đổi thành lạnh lùng phổ thông đi. Băng Tuyết trở lại làm băng mỹ nhân, đoạn trục trặc nhỏ này cuối cùng cũng chấm dứt. Trải qua thử nghiệm, năng lực của Băng Tuyết khiến cho Trương Tử Tinh tuy đã có chuẩn bị vẫn không tránh khỏi một trận hoan hỉ. Con mắt thứ ba của Băng Tuyết quả nhiên có tính năng thấu thị và nhận biết, có thể phá được huyễn giác, phát hiện được nhược điểm của địch nhân, đặc biệt có thể chuẩn xác phân tích tham số cụ thể của đối phương, giúp cho khả năng biến hình càng thêm hoàn mỹ. Trên lý luận, nàng có thể biến thành bất cứ vật gì, nhưng cụ thể còn phải chờ thí nghiệm đã. Cũng là lúc này, đặc trưng cường đại của nhục thể yêu thi cũng được bảo lưu. Có thể nói, Băng Tuyết đã chân chánh đạt tới trình độ cứng rắn như cường thiết, mềm mại như nước chảy. Bất quá giờ Băng Tuyết vẫn tồn tại một vấn đề, do không biết nguyên nhân phát sinh dị biến lần này, công năng trong cơ thể dường như không ổn định. Có lúc công năng biến hóa hình thể bị loạn, khôi phục trở lại dạng dịch thể như trước. Siêu não đề xuất phương án giải quyết là lợi dụng năng lượng tinh thể của thiên kiếp chậm rãi bình hòa, điều tiết trạng thái trong cơ thể nàng, tựa như mất thời gian luyện chế pháp bảo vậy, bao giờ thành hình dạng đại khái mới tiếp tục dùng lửa nóng tinh luyện.
Trương Tử Tinh chợt nghĩ, nếu có thể luyện băng tuyết thành một pháp bảo kỳ lạ nhất từ trước tới nay cũng không sai. Thử nghĩ xem, dùng lực lượng thiên kiếp cả thiên hạ sợ hãi luyện chế ra một binh khí hình dáng mỹ nữ nha. Sắp đặt xong hệ thống tự điều động điều tiết, Trương Tử Tinh lập tức ra lệnh cho băng tuyết nghỉ ngơi, lại lệnh siêu não chỉ huy hạch tâm cơ địa Trích Tinh Lâu. Trương Nhị thêm vào việc nghiên cứu băng tuyết, điều chỉnh hệ thống một lần nữa. Sau đó hắn dẫn Thương Thanh Quân yên tâm rời đi. Trước khi đi, hắn đột nhiên nghĩ tới ba con mắt biến hóa, không biết có phải giống cái tên Dương Tiễn kia sao. Lúc trước là Lôi Chấn Tử phiên bản nữ bản, giờ là Dương Tiễn phiên bản băng tuyết, cộng với nguyên bản Na Tra, không phải đây là Tây Kỳ ba người phiên bản đại thương sao? Nếu tương lai đạo bản gặp bản chính, không biết sẽ phát sinh cảnh tượng gì đây. Tại lúc trạng thái của băng tuyết dần ổn định, cải cách tân chính cũng bắt đầu gặp phải mưa gió. Tân chính trong biên cảnh đại thương đã toàn bộ triển khai, ngay các tiểu quốc chư hầu cũng chịu ảnh hưởng. Có vài chư hầu thông minh biết đại thế đã định, không thể nghịch chuyển, tự tác chủ động hướng thiên tử đề nghị thi hành tân chính ở lãnh địa của mình. Đối với loại hành động theo chỉ dẫn này, Trương Tử Tinh tất nhiên là vui vẻ đồng ý, lại phong thưởng gia môn. Chuyện này tạo thành hiệu ứng dây chuyền, các nước chư hầu chưa thực thi tân chính do quan hệ trong ngoài, biết dân tâm đang ngầm động, trên dưới bất an, ngay cả tứ đại chư hầu vốn xưng bệnh không ra cũng đứng ngồi không yên. Trương Tử Tinh biết rõ tính toán của các chư hầu, vốn vì hạn tai mà tân chính chậm trễ, giờ hạn tai đã giải, dân tâm trong thiên hạ cũng đều bị vị thiên tử này nắm chặt, cho nên hễ đề đạt tới tân chính là dân chúng hoan hô cổ vũ, ủng hộ tiến hành thực thi tân chính về đại thể là thành công. Mà tuyệt đại bộ phận chư hầu chưa thực thi tân chính đối với việc này đều e ngại không nhỏ. Có điều quốc lực và quân sự của đại thương giờ rất mạnh, lại chiếm tiếng đại nghĩa, nếu giờ phản nghịch chỉ sợ kết cục sẽ như là Viên Phúc Thông kia. Mà tiến hành tân chính ở nước mình giờ cũng đã muộn, đa số chư hầu nhất tề đưa ánh mắt khẩn cầu tới tứ đại chư hầu, mỗi ngày thư đi tin lại không ngừng. Bình thường không phải các người tự thống lĩnh tứ phương sao, giờ cũng nên ra mặt ứng phó chứ. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngay cả các ngươi cũng khó mà bảo toàn bản thân. Tứ đại chư hầu có một hồi trao đổi thư tín, cuối cùng quyết định nghe theo chiếu chỉ của thiên tử, cùng tới triều ca, mượn cơ hội này tập hợp lực lượng khuyên ngăn thiên tử dừng lại tân chính. Trương Tử Tinh có được tin tức này, thâm trầm cười lạnh, cuối cùng cũng không bỏ được. Đồng Bá Hầu Khương Hoàn Sở một đường khoái mã, không bao lâu đã qua Nam Ải tới Đạt Trì. Hắn không vội vàng đi tiếp, mà đến thẳng dịch quán Đạt Trì. Ba đại hầu kia chính là đang ngồi nơi này đợi hắn. Đây là đề nghị của Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, đầu tiên là tập hợp, sau cùng mới tới triều ca. Một là tạo thanh thế, hai là có thể tiến hành nghị sự trước. Khí trời dần lạnh, trong dịch quán tứ hầu chuyện trò qua lại, sai hạ nhân đốt than hỏa bắt đầu thương nghị. Kẻ triệu tập hội nghị này là Ngạc Sùng Vũ mở miệng trước. Lần này nghe lệnh của thiên tử vào kinh, không biết bao vị hiền bá có cao kiến gì. Tam hầu đều im lặng không nói. Rất lâu, Cơ Sương tóc trắng phào phào uể oải nói, thánh ý của thiên tử không phải là muốn triệu kiến chúng ta chuyện tân chính hay sao? Ba người chửi thầm lão hồ ly Cơ Sương này, nói vậy khác nào không nói. Cơ Sương nói câu phế thoại này, ánh mắt lại trở nên mờ mờ, phảng phất tuổi già sức yếu, không còn sức nói chuyện. Ngạc Sùng Vũ đưa ánh mắt về phía Khương Hoàn Sở. Khương hiền bá, ngài là phụ thân của hoàng hậu, cũng là quốc thích, không biết có kiến giải gì? Khương Hoàn Sở cũng không phải tay mơ, sao dễ dàng bộc lộ quan điểm, cũng theo Cơ Sương hàm hồ nói một câu. Ta tuy là quốc thích, song cũng như chư vị, phần về tứ chấn, xa cách triều ca, đâu có biết kiến giải gì. Lúc đó chỉ có thể theo việc mà hành sự, tính ra không bằng Bắc Bá Hầu gần đây được thiên tử ân sủng, thưởng cho búa Việt Cờ Mao chinh phạt phản binh, đại phá 72 đạo phản quân của Viên Phúc Thông. Chúng ta cứ nên nghe theo ý của Sùng Hiền Bá trước mới phải. Thấy ba người kẻ đưa người đẩy, Sùng Hồ Hồ đã sớm không nhịn được. Ba vị hiền bá đã có lòng tụ hội, sao còn đưa đẩy không nói? Chúng ta chịu quân ân, đã là thiên tử có lệnh, thân làm quần thần tự phải tuân theo. Chỉ là cái tân chính này quá cực đoan, đối với căn cơ của chúng ta không có lợi, không bằng bốn người chúng ta cùng tới căn rắn thiên tử thương nghị biện pháp dung hòa xem sao. Ngạc Sùng Vũ cười lạnh nói, nếu là thiên tử chấp ý không chịu thì sao? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đem quốc thố dâng lên sao? Đất đai căn bản là của quốc gia, nếu như đưa lên, thiên hạ chư hầu không phải chỉ là hư danh sao?
Nếu như chúng ta thỏa hiệp, chỉ sợ sau khi thần tránh... Nguyên bổn chư hầu là bá chủ một phương, dù là tiểu chư hầu cũng tính là một gã thổ hoàng đế. Ngay một tên lệnh chủ, quyền lực cũng được tính là nhờ vào nắm trong tay quyền lực khống chế nhân khẩu và đất đai. Mà thực thì thần tránh nô đãi trở thành nông nô, đại bộ phận đất đai bị quốc gia thu về. Cái này ngang với tước đi sức mạnh cơ bản của chư hầu. Mục đích cuối cùng của việc cải cách này tuyệt đối không phải biểu hiện như bên ngoài giải phóng nô đãi, phát triển kinh tế, giúp thiên hạ phồn thịnh như Đông Tề đâu, mà là có ý nghĩa mục tiêu chính trị sâu xa. Với tâm trí và thủ đoạn của thiên tử, Tần Chánh thành công xong, bước tiếp theo là gì? Tuy Ngạc Sùng Vũ không nói rõ ràng, nhưng mỗi người ở đây đều hiểu được ý tứ của hắn. Đây đúng là mối lo lớn nhất trong lòng của bốn người. Đoạn trình bày của Ngạc Sùng Vũ khiến bốn người đều chau mày suy nghĩ. Không hoàn sợ trong lòng có chút mâu thuẫn. Kết cục Ngạc Sùng Vũ dự kiến rất có khả năng trở thành hiện thực. Từ việc thiên tử dùng kẻ áo vải Khương Tử Nha làm thượng thư, mạnh tay triển khai cải cách trong nội hạt đại thương, có thể thấy được thiên tử tuyệt đối là có quyết tâm thi hành tân chánh trên toàn quốc. Tuy hắn là quốc thích, tuy hắn không có dã tầm quá lớn, nhưng lại rất xem trọng lợi ích của gia tộc. Cho dù nữ nhi thân là hoàng hậu, song từ góc độ nào đó với hắn cũng chỉ là một công cụ giao dịch chính trị mà thôi, tuyệt không thể vì thế mà đánh mất lợi ích cả gia tộc. Vấn đề là nhi tử hiện tại duy nhất của hắn cũng là người kế thừa gia tộc Khương Văn Hoán, giờ đang ở trong tay của thiên tử, làm sao mới tốt đây? Ngay cả Sùng Hầu Hổ, kẻ được thiên tử coi trọng gần đây, cũng có chút do dự. Cơ Sương khẽ nhướng lông mày, nhàn nhạt nói: thiên tử là quân, chúng ta là thần. Thiên tử viết Đại Thương Nãy Nhạc có nói: quân vi thần cương, quân muốn thần tử, thần không thể không chết. Hành động này của thiên tử dù là hủy đi căn cơ chúng ta, ta cũng không thể nào kháng mệnh. Câu nói này của Cơ Sương rất có thẩm ý. Thiên tử thủ đoạn cao minh, đã ngầm nêu quan điểm ở trong kỳ thư. Các người nếu quả không có tâm tư, hãy yên lòng mà nhận lệnh đi. Cơ Sương nói ra câu này không nghi ngờ thực là yếu tố tác động rất lớn, tiến thêm một bước tăng ý bất mãn ở trong lòng mọi người. Vẻ ưu tư trên mặt của Khương Hoàn Sơ càng nùng, mà quyền đầu của Sùng Hầu Hổ đã sớm nắm chặt. Lúc này một thanh âm truyền tới từ ngoài cửa: nếu thực như vậy, không chỉ có căn cơ chư hầu thiên hạ bị hủy, mà sợ rằng bốn vị hiền bá cũng khó giữ được tính mệnh đấy. Các bạn vừa nghe xong tập 28 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.